Chào tất cả các bạn nha. Nay nhà mình ăn cơm chỉ có vậy thôi mấy bạn ơi. Tại nay mình về muộn quá, mình không đi chợ mua được cái gì ăn hết. Đây. Cho ngồi im đây mày lấy đồ ăn. Tại sao này ngồi nghịch vậy? Ăn mì tôm không? Lấy nha. Anh ăn mì tôm không? Em ngồi xuống. Nghe mẹ lấy mì tôm. Yeah, ngồi im. Ngon đấy. Anh là sở trường của anh là mì tôm. Đi ăn không? Ăn cơm không? Đi nào. Hư nè. Hư. Cái thìa xúc. Thìa xúc. Xúc vào. Ăn đi. Anh ăn trứng không? Không. Anh chỉ thích mì tôm thôi. Anh nhìn lúc nào cũng mì tôm thôi. Ừ, em ăn đi. Không có cái con ăn tham gia nữa. Không có cái con thì ăn tham gia nữa. Không có cái con ăn tham gia nữa. Nhạt quá chị đi xuống nên nước mắm đi. Mắm rồi. Mắm. Mắm rồi. Nước rồi hả? Em ăn được gì vậy? Hương ạ. Trứng không? Trứng chiên nhá. Phải ăn cơm. Ăn trứng tiếp. Em ngồi ăn đồng hoàng nha. Được chưa? Ngon không? Đấy, đấy, đấy. Uống nước hả? Uống nước hả? Mẹ thật, ăn cơm tiếp này. Cái gì gì vậy? Ngon. Ngon. Ngồi im ăn. Ngồi im nha. Ngồi im nha.
Em ăn được gì đây? Ừ? Ăn được gì đây? Anh ăn mì tôm lắm vậy. Ừ. Anh ăn mì tôm chưa cơm rồi nè. Thôi nào. Ăn được hàng rồi. Thôi nha. Ăn nữa không? Ừ. Ngồi lên đây. Ngồi lên. Ừ, lên này, mình lấy mẹ ăn cơm nha.